mời nhà gái. Mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào MC chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Rồi, chào em. Dạ, dạ, em tên là Phạm Thị Khởi, em sinh năm 1993, em làm nhan sĩ và hiện tại em đang ở quận 10 ạ. Mình làm việc ở đâu? Dạ, em ở quận 10 luôn đấy ạ. À, ở quận 10 và làm việc ở quận 10 luôn, làm nhan sĩ ạ. Quê ở đâu Khởi? Dạ, quê ở Gia Lai ạ. À, quê Khởi Gia Lai. Dạ. Mời em trai. Dạ, cháu chào chú Quỳnh Linh. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và tất cả quý vị khán giả đang trong trường quay và khán giả theo dõi cái chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là La Văn Hội, em sinh năm 1994, em đến từ tỉnh Đắk Nông ạ. Và công việc hiện tại của em là điều phối dự án sốt rét tại tỉnh Gia Lai ạ. Rồi bây giờ nhà gái là có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào, chia sẻ cho mọi người biết nào. Dạ, em thì mọi người cho em là nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc thì có trách nhiệm. Có khuyết điểm thì không biết nấu ăn. Thật ra thì cái cũng không có quan trọng lắm đâu. Dạ. Để coi bên kia có biết nấu ăn không để bù trừ. Còn nếu mà không biết luôn nữa thì tôi xử cho. Trời, dễ ẹt, không biết nấu ăn mà biết đi mua đồ ăn là được rồi. Ừ. Được không? Tao biết mua chỗ nào ngon là được rồi. Hồi sao nè, biết nấu ăn không? Dạ, thưa chú là cháu có biết ạ. Cháu biết. Biết nấu ngon không? Dạ, cũng tạm được ạ. Dạ. Tạm được hả? Dạ, tại vì trước đây là cháu có từng đi làm phụ bếp rồi ạ. Ôi trời ơi, hay quá. Vậy là hợp lý rồi đó nha nhà gái. Dạ. Hội có ưu điểm gì? Dạ, thưa chú là cháu có ưu điểm là trong cuộc sống thì cháu là một người hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, là giúp đỡ mọi người. Thì về trong công việc thì là cháu cũng là có chí cầu tiến, lắng nghe, học hỏi và cũng là giúp đỡ mọi người trong công việc ạ. Hay quá. Dạ. Về điểm yếu của cháu thì cháu hơi rụt rè trước đám đông ạ. Rụt rè trước đám đông là chừng nào gặp đối tượng kìa, chứ không gặp đối tượng chắc cũng rụt rè đâu, đúng không? Dạ vâng ạ. Bên đây thì... bên đây hòa đồng hoạt bát cho nên gặp bên đó rụt rè thì không sao, bên không đây sao, làm đúng được không? Rồi đường tình duyên nhà gái sao, kể cho nhà trai nghe chút coi. Dạ thì em có hai mối tình ạ. Mối đầu tình đầu tiên là một năm thời sinh viên ạ. Còn mối tình thứ hai thì là kéo dài được 3 năm, nhưng mà sau đó thì do khoảng cách địa lý và một số tính cách không hợp nhau nên là chia tay ạ. Mình chia tay lâu chưa em? Dạ em chia tay 2019. Rồi bên đây là chia tay từ 2019 tới giờ là 4 năm rồi. Rồi hỏi sao? Dạ, cháu là cũng là trải qua hai mối tình rồi. Hai mối luôn. Mối tình đầu tiên là kéo dài được khoảng 1 năm. Sao chia tay? Dạ, tại vì là gia đình nhà bạn đấy là điều kiện kinh tế là tốt hơn nhà cháu. Nên là giống kiểu là không tương xứng nên là cháu là tạm là cháu chủ động chia tay ạ. Kỳ vậy, người ta không có coi chuyện đó quan trọng mà sao mình quan trọng chuyện đó. Dạ, rồi mối tình thứ hai là hồi đi học y sĩ ạ. Dạ thì hồi đấy là học chung rồi cũng là không có công khai. Xong rồi lúc mà đi thực tế cộng đồng thì là cháu đi một nơi, bạn đấy đi một nơi. Và khi tốt nghiệp thì bạn đấy là lập gia đình luôn chú ạ. Dạ. Đúng rồi, mỗi người nơi mà không quan tâm chăm sóc người ta, ta lập gia đình chứ còn gì nữa. Nói chung hai mối tình không có thấy mối nào coi được chút xíu nào hết trơn. Chào nhà trai. Dạ, em chào chị ạ. Nó nghe nè, mình quen người ta, ví dụ mình thấy điều kiện mình không có bằng thì mình có thể chia sẻ hay như thế nào đó. Chứ tự nhiên không có mình chủ động mình chia tay tội nghiệp con gái người ta. Biết đâu ta thương mình thiệt rồi sao? Thương mình thiệt biết đâu sao? Gia đình bên kia cũng thương mình thì sao? Đúng không? Dạ. Nên là cái đó là kinh nghiệm nghe, mai mốt là mình không có được tự ti về những cái việc đó. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe đi, bây giờ chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ nói tới chuyện mới nè, bây giờ mình muốn có một cái người bạn gái như thế nào nè? Dạ, em thưa chị là em cũng là muốn là em sẽ tìm được một mẫu bạn gái như là biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Dạ, như vậy là được rồi ạ. Thật ra là phụ nữ ai cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Mình phải đặt coi đàn ông mình có quan tâm chăm sóc gia đình hay không. Đúng. Thì phụ nữ họ sẽ quan tâm chăm sóc gia đình thôi. Dạ. Đúng không? Cái điểm gì ở người phụ nữ là em không thích? Em không thích bạn nữ là có hình xăm ạ. Hình xăm? Dạ, có xăm hình. Chắc không có xăm hình đâu đúng không? Không có. Bên đây là không có xăm hình. Đó bề ngoài thôi, biết đâu nó xăm chỗ mà không nhìn thấy. Thì chỗ nào tôi thấy thì tôi nói là không có xăm đó. Không phải hỏi đàng hoàng. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao mình không thích xăm mình là sao? Dạ. Xăm có ảnh hưởng gì không? Cái tính của cháu là giống như kiểu là hơi cổ hủ một chút đó chú ạ. Quá đi. Chị Lan nói cho nghe, bây giờ có mấy cái hình xăm dễ thương lắm. Chen lớn mập mạp mà chen lớn quá trời quá đất.
Vâng. Mấy cái hình xăm dễ thương lắm, xong con bướm bướm nè, hay là cái gì đó nhỏ 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 trên cái tay cũng dễ thương lắm. Dạ. Nên thí dụ mà lỡ mà cô gái mà có cái hình xăm nhỏ nhỏ vậy thì không sao. Dạ. Mình phải nhìn nó với một nét đẹp. Dạ vâng ạ. Ha. Dạ. Ta đâu có xăm nguyên đại bàng trên lưng đâu. Nói chung á, hiện nay á, tattoo á là một trong loại hình nghệ thuật đúng, đem cái đẹp mới hiện đại, đừng có xăm cái gì nó tầm bậy tầm bạ. Còn em là thích mẫu hình lý tưởng nào? Dạ em thì em thích một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, về công việc thì sẽ có luôn luôn có chí hướng về tương lai. Trời. Dạ, và luôn luôn tiến thủ chứ không có không có lùi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cũng không cần quá đẹp trai đâu ạ, cũng dễ nhìn là được ạ. Dạ, mặt đừng có dữ quá. Mặt không có dữ quá. Dạ. Tướng cao ráo được không? Dạ được ạ, càng tốt ạ. Rồi, tóc tai quăng rồi để dài thì kia được không? Dạ, tóc tai thì gọn gàng là được, không có hói. Bên đây là gọn dữ lắm. Bên kia quá gọn luôn ạ. Hói thì đừng có nhắc tới nữa. Dạ. Hói thì được không? Tôi hỏi trước. Hói thì để suy nghĩ lại ạ. Hói để suy nghĩ hả? Hói mà thông minh. Thôi mở rào ra thấy dạ, người ta dạ. Đẹp trai một cái là bao nhiêu có định kiến về hói hay không hói là tan biến hết. Đàn ông yêu cầu chi không xăm không xiết, rồi ta yêu cầu là ta không thích hói đó. Vừa lắm. Yêu cầu qua lại vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ hỏi người thân coi sao. Chàng trai đi với ai nè? Dạ thưa chị và chú, hôm nay em đi tới chương trình này là cùng với mẹ và cậu ạ. À, có mẹ cậu luôn. Dạ. Rồi mời mẹ với cậu nào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em hâm mộ anh trong một phim Đồng Tiền Sương Máu. Trời ơi, fan cứng. Hôm nay rất là vui được gặp anh. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan thì em nhớ hình như là bộ phim là Giấy Trọ Có Bốn Cô Chiêu đúng không ta? Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Dạ, em thì hay xem trên truyền hình thôi. Em từ Tây Nguyên xuống. À, xin chào bên nhà gái ạ. Em là cậu của hội. Hội thì nhà thì còn mình nó thôi. Nhà hai anh em thì anh lấy vợ rồi thì nó mong muốn là một người là lo cho gia đình thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Còn về bạn nữ bên này á, nhận xét của cậu thì tại vì cậu là ít khi khen người ta, kể cả phụ nữ cậu cũng ít khi khen lắm. Là con biết mà, cậu thấy là ok. Cái tiêu chuẩn của gia đình mình thì đầu tiên là hiền. Cậu thấy bạn bên này là cũng hiền đấy. Cho phép cậu hỏi một câu nha. Dạ. Tức là con đã bao giờ mà quen một người dân tộc chưa? Quen ở đây là yêu hay là quen biết thôi ạ? Là mình tìm hiểu. Là đã yêu nhau chưa hay là? Đúng rồi, tức là xác định không? Xác định trong đầu óc là dạ có từng quen một người dân tộc. Dạ có từng quen. Tại vì cháu của cậu là người dân tộc à? Dạ. Gia đình cậu là người miền núi phía Bắc. Cho dù là vô trong Tây Nguyên này mấy chục năm rồi nhưng mà người dân tộc thì nó vẫn là dòng máu như thế thôi. Kể cả ở nhà thì vẫn nói tiếng dân tộc thôi. Còn khi có khách hay là đi ra ngoài á, mình mới nói tiếng phổ thông. Dân tộc gì cậu? Dân tộc Tày. À, dân tộc Tày hả? Vậy thì cái truyền thống của dân tộc Tày là vợ đi cưới chồng hay chồng cưới vợ? Chồng đi cưới vợ. Chồng cưới vợ hả? Chồng đi cưới vợ. Thôi chút ngược lại là mệt lắm. Em xin hết ạ. Cho hỏi mẹ cái, mẹ thấy dâu tương lai được không? Được rồi. Được, đồng ý không? Đồng ý. Nếu mà con trai đồng ý thì mẹ cưới liền không? Lo cho con. Lo cho con, rồi. Và một cái chi tiết nữa là anh trai của hội là cũng là lấy người Kinh làm vợ. Có một cháu trai 2 tuổi rồi. Cảm ơn nhà trai ạ. Mẹ gái gì với ai? Dạ, mà với em gái, em họ. À. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào anh hội, chào bên nhà trai ạ. Thì hôm nay em cũng tới đây để cho chị bớt run thôi. Chứ thực ra em cũng không biết được là chị, nói chung là chắc là chị cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi. Em thấy anh ở bên này cũng được. Thực sự thì phù hợp hay không thì đến khi mà hai người về với nhau á, thì lúc đó sẽ tự tạo ra cái sự phù hợp với nhau thôi. Chứ thực ra không có ai sinh ra mà phù hợp từ ngay từ đầu được. Thì em mong nếu như mà anh chị có thể đến được với nhau á, thì mong là anh sẽ yêu thương chị em. Em mong là anh chị sẽ có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn hai họ. Bây giờ mở rào cho họ gặp mặt thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là cô hội đó. Bắt đầu đi. Chào
Rồi em có món quà gửi anh ạ. Rồi, có món quà gửi anh. Mày tặng quà gì mà bự quá vậy ta? Chào anh. Ừ, chào em. Xin phép là anh sẽ nói về cái món quà ở đây. Món quà thì nó là một cái đồng hồ, là cái mỏ neo. Đấy, thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái đồng hồ, hy vọng là thời gian sắp tới là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội, và cuối cùng sẽ là kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn. Thứ hai á, là cái đồng hồ nó hình mỏ neo như vậy thì là ý nghĩa là giống như kiểu là anh là một người, một giống như là một con thuyền, hay là lênh đênh, là em sẽ là một cái mỏ neo để giữ con thuyền đấy lại. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì em cũng nói sơ qua về món quà của em, đó là một bình sen đá. Em rất thích sen đá, tại vì sen đá nó nhỏ, nó mỏng manh nhưng mà sức sống của nó rất mãnh liệt. Đúng rồi. Dạ, em cũng hy vọng là em và chồng tương lai của em cũng như thế để trải qua cái cuộc sống khó khăn này. Đúng rồi. Dạ. Nên anh muốn là hỏi em một câu là cảm nhận về em khi nhìn thấy anh là như thế nào? Lần đầu nhìn thấy anh thì em cũng thấy em thấy quen quen, không biết là đã từng gặp hay chưa, nhưng mà thấy dáng người cũng quen và cũng có chút cảm tình. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Sẽ gặp trong mơ lần nào rồi đó. Em là làm nha sĩ ở dưới này là lâu chưa? Dạ, em vô Sài Gòn cũng được gần 4 năm. Là ngày trước thì em có làm ở bệnh viện huyện là 6 năm, sau đó em mới vô Sài Gòn. Ở trên Gia Lai là nhà mình ở huyện nào? Dạ, huyện Phú Thiện ạ. Phú Thiện? Dạ. À, rồi, anh rồi. Ở đâu ạ? Thì nhà là ở bên huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Mà hiện tại là đang là điều phối dự án ở trên tỉnh Gia Lai. Dạ. Thì huyện Phú Thiện thì cũng là có nằm trong dự án. Dạ. Là anh ở trên thành phố luôn. Đúng rồi, ở trên thành phố. Dạ. Em có hay đi về nhà ở Phú Thiện không? Dạ, em cũng có hay về. Em thường xuyên về đấy ạ. Rồi rồi, nếu vậy thì sau chương trình thì chúng ta sẽ cố gắng tạo cho nhau nhiều cơ hội để gặp nhau. Thì ở trên đó, từ thành phố đi xuống dưới đấy là cũng 70 km thôi. Dạ đúng rồi. Thì là anh sẽ thường xuyên xuống đấy để thăm em và gia đình. Trời ơi, quá thuận lợi rồi ha. Bây giờ tính xa hơn chút xíu đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới? Tiến tới thì mình lập nghiệp ở đâu? Ở Gia Lai, ở Đắk Nông hay là thành phố Hồ Chí Minh? Thử anh xem. Là anh sẽ làm cố định luôn ở Gia Lai hay sao? Thì công việc ở Gia Lai thì là hợp đồng. Dạ. Và sắp tới thì là anh sẽ làm ở Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Đang đợi quyết định để đi làm. Là anh về luôn Đắk Nông làm luôn ạ? Đúng rồi, về bên đấy. Tại vì là mới thi đậu viên chức ở bên đấy. Dạ, tại vì em cũng muốn kiếm một người là ở cùng Gia Lai với em. Thực ra thì em cũng chỉ làm ở trong đây vài năm nữa thôi, sau này em cũng sẽ về Gia Lai thôi. Dạ, trước sau gì thì cũng về, nhưng mà nếu mà em về Gia Lai thì anh lại về Đắk Nông nữa thì nó hơi bị lạ. Đến khi đấy thì mình chuyển công tác về bên đấy cũng được. Cũng dễ mà ha. Dạ. Thì giờ hai bạn đứng lên, chàng trai đứng lên. Dạ. Đó, tiến tới nắm tay cô gái. Rồi nhìn nhau đi. Dạ, tay anh hơi ấm. Dạ. Bây giờ hội nắm tay khởi rồi đó. Hội thấy nãy giờ cuộc nói chuyện, hội thấy cảm xúc thế nào và hội thấy cô gái đứng trước mặt mình như thế nào? Cháu thấy là bạn nữ là rất là xinh đẹp, vượt quá tưởng tượng của cháu ạ. Và giống như là ý nguyện của cháu thì ví dụ như là nếu bạn cho cháu cơ hội thì thời gian nữa hay là sang năm tiến tới kết hôn đều được ạ. Trừ tháng 7 ra thì tất cả là các ngày còn lại đều là ngày đẹp ạ. Dạ. Rồi Khởi thấy thế nào Khởi? Dạ, thì khi mà đăng ký chương trình á thì em cũng có hơi phân vân là không biết có nên đăng ký không, nhưng mà do bạn bè chị em trong cùng chỗ làm cứ kêu đăng ký đi chị. Thực sự thì khi mà vô Sài Gòn thì thời gian chỉ có đi làm và đi học thì em cũng không có thời gian để quen biết, nhưng mà hy vọng là qua buổi chương trình ngày hôm nay thì em có thể gặp được một người cùng chí hướng, cùng nhau chia sẻ để có thể tiến xa hơn nữa. Dễ thương quá. Giờ mình hát tặng bạn gái một bài đi. Để giảm bớt cái không khí là căng thẳng và tạo tiếng cười cho buổi ghi hình hôm nay thì là cháu xin phép là gửi đến là tất cả mọi người là một đoạn trong bài hát là Bức Thư Tình Đầu Tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo ạ.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Vấn đề còn lại ở Khởi. Dạ. Chúng ta sẽ xem cô ấy như thế nào. Trả lời bằng nút bấm. Nãy giờ mình có thể vui, có thể nói rất là nhiều chuyện, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với trái tim của mình, thật nghiêm túc với suy nghĩ của mình, thật nghiêm túc với quyết định của mình. Và khi bấm nút, chúng ta phải thật sự rung động và có trách nhiệm với nó nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khởi không bấm. Dạ. Lý do tại sao em? Tại em... Nào, đứng lên đây. Dạ. Dạ, trước giờ thì em cũng đã có nhiều người tìm hiểu. Thì em cũng có một cái ý định là muốn kiếm người con trai ở Gia Lai và làm việc ở Gia Lai. Thì nó sẽ gần nhà em hơn, tại vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn gần mẹ. Chứ nếu mà em đi lấy chồng xa thì em không nỡ, nên là em chỉ muốn là gần nhà địa lý. Tại vì em cũng chia tay với người trước cũng là do khoảng cách địa lý á. Thoáng nhìn vào mắt của Khởi thôi, Quỳnh Linh biết rằng Khởi sẽ không bấm. Và chúng tôi để quyết định đó cho chính trái tim của bạn. Thật ra thì quyết định nó không sai, nhưng mà Linh nghĩ rằng là Khởi cũng hơi khắt khe về chuyện đó quá. Dạ. Các bạn rất là đẹp luôn, nhưng mà rất tiếc khi nút bấm của Khởi lại không bấm. Hội thấy thế nào? Cháu thấy là hơi buồn một chút. Dạ. Chú cũng buồn nữa. Thật ra là chú rất là quý cái nụ cười của hai đứa. Đúng rồi. Rất là thương nụ cười hai đứa, rất hợp nhau đấy. Chú nghĩ rằng là vẫn còn cơ hội đó Hội. Dạ. Cố lên nha, quan trọng là con có muốn hay không thôi. Nha. Dạ. 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 Nghề nghiệp và quê quán và sở thích dùng cho em nha. Những cái thông tin ngắn gọn cơ bản để bọn em có thể biết về chị để mà chia sẻ nhiều hơn nhé. Vâng. Rồi em nói đi. À vâng, chị họ và chị giới thiệu ngắn gọn về cái thông tin cá nhân của mình trước cho em nào. À, chị là Nguyễn Thị Hồng Tươi, năm nay 38 tuổi, buôn bán, nghề nghiệp thì buôn bán. Dạ. Hiện tại thì chị Tươi đang ở đâu nhỉ? Chị đang ở Cần Thơ. Vâng, còn về chị đang ở Cần Thơ. Thế tình trạng hôn nhân của chị Tươi là như thế nào ạ? Chị chưa lập gia đình em. Chị chưa lập gia đình. Dạ. Chị có những đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Nói để mà chính thức thì chắc có lẽ là 2 mối gì đó. Mối mà lâu nhất thì là bao nhiêu, là thời gian bao lâu ạ? Lâu rồi em à, chắc cái này cũng phải 2-3 năm gì rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ đấy kéo dài khoảng bao nhiêu lâu hả chị? Chắc cũng phải là hơn 2 năm. Là hơn 2 năm à? Thông thường thì lý do tại sao mà mình không đi được cùng nhau tiếp hả chị Thương? À, có nghĩa là không có cùng điểm chung em. Với lại có lẽ là sao ta, chị thì nói trắng ra thì cũng hơi là hơi khó. Chị hơi khó à? Ừ, chị hơi khó là khó ở chỗ này. Chị yêu cầu một người bạn trai của mình á, là phải nói chung là phải chí chú làm ăn. Nhưng mà trong quá trình á, tìm hiểu thì chị thấy là ăn thì có, nhưng mà chơi bời cũng nhiều, cho nên là chị sợ.
Thì sau khoảng 2-3 năm thì thân rồi, thì hiện tại thì chị đã sẵn sàng cho tất cả những cái mối quan hệ mới chưa? Chị nào cũng sẵn sàng chứ. Chị lúc nào cũng sẵn sàng. Dạ vâng, bây giờ thì những cái yêu cầu về bạn trai mà mong muốn, chị mong muốn mà chương trình tìm cho chị là mẫu người như thế nào ạ? À? Chị là chỉnh chạ, lo làm ăn. Nói chung là có gia đình hay chưa có gia đình thì không có quan trọng lắm. Nói chung là phải biết, biết đối nội, đối ngoại. Nói chung là phải chí thú làm ăn là được. Còn về quan điểm về, về vùng vùng miền thì sao hả chị Tươi? Vùng miền với chị thì không quan trọng đâu em. À, vùng miền quan trọng. À, chị Tươi có những điểm mạnh, điểm yếu gì hả chị nhỉ? Chị hơi cá tính. Chị rất là mạnh mẽ. Có thể... Điểm yếu của chị là có nghĩa là chắc có lẽ là chị sống nội tâm và tình cảm, chị ít chia sẻ. Chị không có chia sẻ, chị chỉ muốn cảm nhận thôi chứ chị ít. Đó là điểm yếu của chị đó, có lẽ là chị ít có thể chia sẻ được với người khác. Cái gì chị cũng muốn ôm cho mình, cho nên là đó là điểm yếu của chị đó. Vậy nếu mà đối với người yêu, đối với người bạn trai của mình ấy, mà khi mà gặp phải mâu thuẫn ấy chị, thì chị cũng chia sẻ hả? À, cái này chị cũng nói thật ra đó là điểm yếu của chị đó, chị cũng ít chia sẻ. Ví dụ gặp mâu thuẫn á, thì chị sẽ ngồi đối diện và chị nói là chị phân tích những vấn đề, những cái gì tốt cái gì xấu, còn đi và lựa chọn là do người đó. À dạ dạ vâng. Thì ví dụ vừa chị cũng nói với em ấy là cũng có những người mà đã từng trải qua có gia đình rồi mà người ta không, mà người ta bị giả lang á, thì chị cũng vẫn chấp không? Nói chung là chị cũng không quan trọng vấn đề đó. À rồi, ok. Rồi, chị Tươi ơi, hồi nãy chị nói là chị buôn bán, là chị buôn bán cái gì chị? Cụ thể giúp em cái. À, chị thì nói chung xoay quanh là buôn bán cái gì chị cũng buôn bán được hết trơn, từ xưa giờ chị làm nhiều lắm. Hiện tại chị bán gì nè? Bán cửa hay bán nhà hay bán gì? Chị hiện tại bây giờ là đang ở với ba mẹ, tại đang dịch á. Ba mẹ đang dịch cho nên là chị về với gia đình. Chứ hồi trước là chị bán gì chị? Ví dụ chị bán tạp hóa, rồi bán cà phê, rồi làm cà phê Villa, cà phê trên giường. Là hồi trước giờ là chị ở Cần Thơ thôi, có lên Sài Gòn không chị? Không, chị ở Sài Gòn á, chị mới về Cần Thơ tháng nay thôi. Dịch cho nên mới vậy đúng không? Ví dụ giờ quen bạn trai mà bạn trai đang ở Sài Gòn vẫn được đúng không? Chứ không nhất thiết là phải ở Cần Thơ đúng không? Đúng rồi em. Dạ rồi. Rồi chị Tươi mình có cái tài lẻ hay năng khiếu gì không chị? Ví dụ ca hát này kia đồ được không? Giao lưu văn nghệ đồ một chút được không? Được em. Rồi. Đó là sẽ thích của chị á. Dạ vậy hả? Rồi chị làm thử bài cho em nghe nữa coi. Giờ biết làm thôi dạ. Hát cái bài gì mà bài ruột, bài tủ của chị chẳng hạn vậy. Là mình xong cái buổi cát ngày hôm nay nha chị nha. Rồi mời chị. Không biết bắt đầu từ đâu em làm chị ơi. Em làm gì hồi hộp với chị, không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Không sao chị ơi, mình chị không thuộc lời biết không, cho nên là chị hồi hộp. Rồi bạn điệp khúc đi, bài gì? Bài gì miền Tây rồi có không? Đợi chị một xíu nha. Để chị mở lên cái chị nhìn hình đoán chữ cái rồi chị hát cho em nha. À người đứng hứa, à người đứng hứa, quên mất tiêu rồi. À người đừng hứa là hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Đúng không? Rồi, ok, nói chung là cái đó là mình thử cái cảm giác khi mà lên sân khấu cũng vậy á chị Tươi ơi. Có nghĩa là MC người ta cũng sẽ giao lưu tương tác với mình, và mình chủ động mình tương tác lại với MC, tại vì lúc đó cũng sẽ không có biên tập kế bên để mà nhắc mình phải nói cái này nói cái kia. Cho nên là cái này là chỉ vòng đầu để mình tập làm quen kia với nhau thôi. Còn nếu mà để chuẩn bị cái nội dung lên sân khấu á, thì mình sẽ có cái thời gian để mình làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn, chia sẻ những chuyện nó chi tiết ha. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Tươi nha. Có gì chương trách? Điểm mạnh và điểm yếu, kinh nghiệm tình trường để mà bạn có thể nắm bắt được những cái thông tin sơ bộ về bạn nha. Xin mời bạn. Ok, thì trước tiên là cảm ơn chương trình đã gọi tới phỏng vấn ngày hôm nay.
Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đan, họ tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Đan. Mình sinh năm 1992, và năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 30. Công việc hiện tại của mình là nhân viên văn phòng, mình làm bên bộ phận nhân sự. Quê quán thì mình quê ở gốc ngoài Bắc, nhưng mà hiện tại thì gia đình mình đã chuyển vào Sài Gòn được gần 10 năm. Đó, thì hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì nói chung mọi người, bạn bè và đồng nghiệp thì đều nhận xét ấy, mình là người có trách nhiệm, nói được, có thể làm được. Nói chung là có khả năng độc lập trong cuộc sống. Còn điểm yếu thì có thể là nhiều lúc ấy, mình cũng hơi mạnh mẽ quá. Thế nên cũng khó tìm được một cái người phù hợp với bản thân mình. Rồi, vậy thì còn về kinh nghiệm về tình trường thì Đan đã trải qua nhiều mối tình chưa? Hiện tại, đến thời điểm hiện tại á, thì mình có trải qua 4 mối tình. Nhưng mà đến hiện tại thì đều đã kết thúc rồi. Và cái người gần đây nhất mới chia tay là cách đây nửa năm. Thường thì những cái điểm chung của khi mà mình thất bại trước những cái mối tình đó thì bạn có suy nghĩ là nó có nguyên nhân từ đâu không? Do phía mình hay do phía người ta? Mình nghĩ là tất nhiên là cả ở hai phía. Thứ nhất là có thể là do cái sự phù hợp của mình, hoặc là người đó họ cảm thấy không phù hợp, hoặc là họ có một cái con đường riêng khác cho họ nên là họ muốn kết thúc. Thì khi mà cái mục đích, mục tiêu mà to lớn khi mà bạn đến với lại bạn muốn hẹn hò là bạn kiếm cái mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Hiện tại thì mình muốn tìm một người mà thứ nhất, nếu như mà họ có thể hơn mình, tức là về tuổi tác và sự nghiệp thì có thể là ok. Thứ hai, nếu như mà trong khả năng mà không có người như vậy thì mình có thể chấp nhận người mà, tức là họ có thể thông cảm. Bởi vì thực tế là cái công việc của mình cũng khá là bận rộn, và mình cũng kiểu như là một người khá là cuồng công việc ấy. Cho nên là nếu như người đó có thể chấp nhận được cái điều này thì nó sẽ tốt hơn. Còn về quê quán hay là nơi ở của người đấy thì có quan trọng gì không? Mình mong muốn là người đó sẽ ở Sài Gòn và định cư ở Sài Gòn luôn. Mong muốn là... Hoặc là gần khu vực Sài Gòn. Ví dụ như Đồng Nai, Vũng Tàu. Bình Dương cũng được. Ok. Bạn có tài lẻ gì không ạ Đan? Mình là một người khá thích là đi du lịch. Thường thì cứ 2-3 tháng một lần mình sẽ đi du lịch, và mình có thể chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh được. Thì nó cũng là một cái tài lẻ. Và viết lách nữa, cũng có khả năng viết lách. Cũng mong muốn là sẽ tìm được một người bạn trai mà có thể cùng với mình cái sở thích mà đi du lịch. Đúng rồi, có thể là như vậy. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ bọn mình bên mình sẽ phỏng vấn bạn và gọi là cái bước đầu làm quen. Sau đó thì tìm một cái người nào đó mà có thể phù hợp đối với bạn. Có chương trình mình sẽ liên hệ và làm nội dung chi tiết hơn với bạn cho ngày. Ok, cảm ơn Đan rất là nhiều. Ok, mình cảm ơn chương trình nhiều nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dịch bệnh cho nên là chương trình cũng tổ chức casting online thôi. Mình sẽ hôm nay là buổi đầu tiên để thứ nhất là mình trao đổi những thông tin cơ bản nhất. Nếu mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình cũng như là có cái người ghép đôi với mình á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cái kết quả sau buổi cast ngày hôm nay ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn, là sẽ giới thiệu vào bản thân mình trước ha, đầy đủ thông tin. Họ, tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì nha. Mình cứ chủ động chia sẻ ha. Biên tập nghe và thấy cần thêm thông tin gì thì là biên tập sẽ chủ động hỏi thêm với mình ha. Rồi, mời em. Dạ, em tên Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1992, 30 tuổi. Em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán là ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc nghiệp. Dạ, đang là kế toán. Đang làm kế toán. Hôm nay có đi làm không Thúy? Dạ có. Em đang trong phòng. Ok. Rồi, Thúy là mình ở Sài Gòn, là mình ở quận mấy em? Dạ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. À, quận Bình Thạnh.
Rồi, lý do vì sao mà Thúy muốn đăng ký tham gia chương trình nè? Dạ, em thường ban ngày thì em cũng đi làm nên là tối về thì cũng không có thời gian để đi ra ngoài để có thể gặp gỡ được nhiều người á. Nên là em muốn thông qua chương trình để có cơ hội tìm được một người bạn hợp ý với mình. Mà ví dụ em đi làm trong môi trường công ty em không có ai phù hợp hay như thế nào? Dạ lúc em vào làm công ty đầu tiên á, thì em có quen một người rồi. Thì quen trong vòng 4 năm thì dạ xong rồi mới chia tay là tại vì anh ấy muốn đi ra Phú Quốc để làm việc á. Em thì không có muốn yêu xa như vậy thì hai người mới quyết định là chia tay. Thì cách đây chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. Còn trong môi trường công ty hiện tại thì hầu hết mọi người cũng có gia đình. Nên là em cũng không tìm được người bạn độc thân. Nhưng mà khi cái thời gian mà bạn trai quyết định ra Phú Quốc á, là lúc đó là tại vì là bạn có muốn em theo bạn ấy ra đó hay là như thế nào không? Chứ tại vì yêu 4 năm là cũng khá là lâu rồi nè, mà chỉ vì một cái lý do đó mà chia tay thì còn lúc đó thì không. Bạn cũng không có kêu em đi ra Phú Quốc sống chung, tại vì nhà bạn là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nên là em cũng muốn bạn làm việc ở đây để lập nghiệp ở đây, để sinh sống ở đây, nhưng mà bạn không có đồng ý. Thì em thấy hai người không có đồng quan điểm đó nên là em cũng không có muốn tiếp tục á. Với lại giống như mình cũng yêu không sâu đậm để mình có thể đi theo người đó ra cái môi trường làm việc với người đó. Rồi yêu 4 năm mà không sâu đậm, hay yêu mấy năm mới sâu đậm thế? Dạ thì cảm giác như là mình không có thể hy sinh, mình cũng không có muốn rời ở thành phố Hồ Chí Minh để mình đi theo bạn. Rồi Thúy chia sẻ về những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những cái sở thích của em đi, những cái gì mà nổi bật nhất của em á. Dạ, sở thích của em thì cũng thích đi mua sắm như là mấy bạn phụ nữ khác, rồi thích làm đẹp, chăm sóc bản thân. Rồi ưu điểm của mình thì em thì hay quan tâm đến mọi người xung quanh, sống tình cảm. Ngoài ra thì em cũng có những cái hoài bão trong cái công việc của mình. Giống như hiện tại thì em đang làm kế toán, làm nhân viên thôi, nhưng mà sao em cũng rất là muốn có thể tự lập kinh doanh nè, để không có phải làm công hoài. Rồi về khuyết điểm của mình thì em thấy mình hơi nhạt, giống như dạ giống như mọi người cứ kêu là em nhạt quá, thêm muối rồi đi, mọi người cũng giỡn á, nhưng mà em thì hơi đơ, một hồi sau thì em mới hiểu mọi người đang giỡn. À, hơi chậm nhịp chậm chút thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không Thủy? Tật xấu của em hả? Em vẫn còn, có nghĩa là em kể mọi người nghe thôi, cái này có nghĩa là tối ngủ thì em vẫn còn cái thói quen là mò khăn á. Mò khăn á hả? Dạ. À là phải sờ sờ cái khăn nó mịn rồi mới ngủ được á hả? Dạ đúng rồi, em có hai cái mép khăn á, nó có hai cái mép thì em vẫn còn cái thói quen đó khi ngủ. À cái thói quen này là từ lúc nào? Từ hồi nhỏ tới giờ ấy chị. Là cái khăn này nó theo em từ nhỏ tới giờ hay là khăn mới? Em đổi được khoảng 3 cái. Đổi 3 cái? Em xài nó mòn luôn. Dạ. Rồi sau này đi lấy chồng cũng phải mang khăn theo hả? Thì hay là có chồng rồi mò chồng? Dạ chắc cũng để cái bên ngủ thôi. Ê, vụ này vui nè nha. Mà cái khăn dạng khăn như thế nào, khăn tắm hay là khăn vôn hay là khăn gì? Dạ nó giống như là khăn tắm nhưng mà nó bự vậy đó. Mình à. Nhưng mà xài riết cái nó mòn á chị, cái nó còn có chút xíu à. Vậy hả? Học cái này nó cũng đặc biệt đối với em á. Em phải chia sẻ những cái này bạn nam ta mới biết cái sở thích của em. Rồi dạ, nói ra chắc mọi người thấy em dị lắm. Cảm ơn. Hơn mà, đâu có gì đâu. Trời. Rồi dạ, nhưng mà cái này thì không có làm phiền người khác. Có nhiều bạn thì đúng rồi thì Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình nè, về tuổi tác, về vùng miền đó, mình sẽ có những cái tiêu chí như vậy ha. Tại vì chương trình cũng sẽ ghép đôi dựa trên những cái tiêu chí đó. Ví dụ như nhà gái mình có tiêu chí, nhưng bên nhà trai người ta cũng sẽ có tiêu chí của người ta đó. Cho nên là biên tập sẽ là cái người đứng giữa hai bạn và nghe được những cái tiêu chí các bạn đưa ra.
đương nhiên là sẽ không có đáp ứng cho các bạn 100% hoặc là đúc người sẵn 100% y chang vậy đâu, mà nó sẽ trên cái mức trung bình. Quan trọng là khi mình gặp nhau và mình cảm nhận về nhau như thế nào á ha. Rồi, những cái tiêu chí bạn trai của em đi Thúy. Em thì không có quan trọng vùng miền, quan trọng là về tính cách của bạn đó có tốt tính, rồi một người chững chạc. Anh ấy thì giống như là phải có một cái định hướng trong tương lai, trong công việc của bạn á, là có nghĩa là bạn không, bạn rất là bạn tự lập, bạn có kinh doanh riêng. Kiểu như là với em á, là không phải một người mà có nhà cửa sẵn của ba mẹ để lại là tốt, nhưng mà với em á, thì bạn đó có thể tạo ra được cái điều đó trong tương lai. Rồi về tuổi tác thì như thế nào em, vùng miền đó? Tuổi tác thì em nghĩ là bạn khoảng 35 đổ lại. Cỡ 30 đến 35. Và bạn có thể bạn có kinh doanh riêng, cơ sở riêng, làm ăn riêng của bạn. Rồi vùng miền thì em thấy trên, em nói thật là trên chương trình cũng có một số bạn ở ngoài Bắc thì em thấy cũng một, các bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà em cũng không biết là khi mà quen ở ngoài Bắc thì có hợp hay không. Nhưng mà đối với em thì miền Nam thì vẫn rất là tốt. Rồi ok, tiêu chuẩn của em là ưu tiên là sẽ là miền Nam đúng không? Ví dụ như có những bạn người miền Bắc người ta lập nghiệp này kia ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ được, lập nghiệp này. Rồi ok, có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Em thích bạn trai là có thể lắng nghe chia sẻ cái câu chuyện của mình, và em không thích bạn có tính gia trưởng. Gia trưởng thì không ai thích hết trơn hết đó. Phải chưa chi tiết cho chị, ví dụ em không thích anh gia trưởng kiểu như thế nào? Ví dụ như là một ngày là anh kiểm soát em bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, là gia trưởng. Ví dụ như là em không thích ăn cái này mà bắt ăn theo gu của anh chẳng hạn, như vậy có những cái gia trưởng cụ thể ra cho chị luôn. Ok, thì đó là những cái nội dung trong cái buổi casting chung ngày hôm nay thôi, tại vì hôm nay sẽ cast rất là nhiều người cho nên là quan trọng là mình chia sẻ chủ động hay không nè, cũng như là cái cách mình trò chuyện ra sao. Thì nếu như mà em được chọn cũng như là có cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập, sẽ trao đổi nội dung cụ thể chi tiết, và sẽ có những cái phần nội dung nó chi tiết để lên sân khấu mình sẽ chia sẻ những gì ha, có những cái phần nó thêm một tí giải trí vào nữa, chứ không chỉ là mình lên mình chỉ ngồi nói qua lại không thì nó sẽ rất là chán và rất là nhạt đó ha. Những cái phần này thì có gì là biên tập sẽ trao đổi thêm với em nha. Dạ, vậy là mình sẽ đợi kết quả đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ đợi. Nếu mà có tiếp hay không thì vẫn có kết quả để báo cho em biết đúng không? Đúng rồi, nếu như mà em không được chọn thì là sẽ không có nhận được thông tin gì hết. Còn nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ nhắn tin cho em biết nha. Dạ. Ok, cảm ơn Thúy. Dạ, em chào mọi người ạ. Chào. Dạ, cảm ơn mọi người.